Mark C của Lắc. Vâng, bên phía đối bạn tôi có thấy Sang Phan. Nhưng quân này đánh được. Chim sẻ cầm hit. 98 cầm Zoman. Thành Lắc là người được cầm Mark C. Và cuối cùng là GV được cầm Phô. Đều là những cái loại quân khỏe, không phải quân yếu. Trong khi đó thì Viên Lớp là người cầm Baby. Cam Quýt cầm Miwan. Simang cầm Pan. Và Tễu là người cầm Sang. Min Baby Sang Pan. Hit Zoom Mark Phô. Quân là cân. Hơi nhỏ là đội bạn. À không, bên kia mà Miwan mà không đánh được cung A thì cũng chưa biết đâu nha. Bên mình có Mark C đấy. Mark C mà đâm được y trận này là tươi đấy. Map này liệu có ông, có ông nào giúp vào, vâng giúp vào lách 4 nhà bên mình hay không nhỉ? Thế là nó pha đủ các loại mùi đấy. Hoặc là nhà đối phương siêu siêu gần 12 giờ và một nhà nào đó siêu siêu gần nhà của vợ. Nếu như không có kẹp thì nhà đối phương gần lắm. Bơ lây chém may mà. Chém chém tốt. Đánh về hồi chuẩn rồi. Thành Lắc đang 7-5 về nhà. Quả đầu của em là quả 7. Cần phải dò ra thêm nhiều đồ ăn nữa. Màn hình máy của GV cũng đang có 7-5. Đang đá về rồi. Sát nhà chính rồi. Bằng quân dân hơi khó chịu một tí. Thì không sao, thao tác vẫn đang là khá tốt. V đã có quả phụ. 7-5 thì đã về. Tôi nghĩ là lên ăn xa một tí thì cũng được, đỡ mất tay. Để tay làm việc khác. Màn hình máy của 98. Một con hiêu lẻ, một hai con hiêu lẻ được đá về. Và bây giờ thì mới bắt đầu ăn bầy hiêu đầu của mình. Cạnh với một chiếc VS ăn cả gỗ. Với Zoman thì cái lượng gỗ để xây nhà cửa, giá cả xây nhà cửa cũng rất là rẻ. Nên cái việc ép gỗ nó tương đối dễ dàng. Để ép đời, vâng, như vậy thêm bãi quả phụ tươi. 398 như thế này là ổn. Hai tức cắt dân nên là chén luôn. Để lâu nguội mất. Đấy, đấy con đấy, con hiểu đấy là nhìn thấy rồi phải. Bài sẻ đang rất sâu. Bài không có đồ ăn. Bài đang là bài không có đồ ăn đến từ chim sẻ. Một bài mà chui vào góc. Một góc tắc tử. Một góc không có đồ. Bây giờ các bạn thấy bầy hiêu rất là khó ăn. Mình vẫn đang phải cố. Như vậy là 4 con. 5 con. Thấy, tôi thấy có một con nữa rồi. Đúng là 5 con. Cũng có đồ ấy chứ, nhưng mà đồ ăn lỏng hoằng quá, gỗ thì xấu. Đây là bài hit xấu. Bài hit này là bài hit lưng cao dành cho sẻ. Đến chim sẻ còn phải gặp những cái bài lưng cao. Ví dụ đưa cho mình những cái bài lưng cao như thế thì khê lắm. Như vậy là màu lam game thuộc về lớp người cầm Babylon đầu cánh cơ vơ. Miwan đội bạn đánh 26 dân, khả năng đánh cung. Đội bạn toàn bài đẹp thôi. Các bạn có thể thấy một bầy hiêu sát với bãi quả, dường như đây cũng có vẻ những quả đầu của game thủ phía lớp. Bên những bãi quả đấy tôi thấy đã hết rồi. Hiêu đầu của ván lớp luôn. Một bài vơ ăn tranh hiêu đầu ván lớp. Sang và Pan lên sớm. Đúng rồi, đó là những loại quân có khả năng ép đời rất tốt.
Bạn ơi, không biết sẽ đánh cái gì đây. Mười một tròn đến được không? Không thì sớm hơn được. Sang màu 7, game thủ tếu là người đánh chém trận này. Và màu 8 đang là người dâng ra cho game thủ Van Lớp. Thế cũng nhiều khả năng là Van Lớp đánh cung. Thông tin báo về Sang mất giò rồi. Trong khi đó thì Pan đang chém cho Baby. Baby đánh cung rồi, chắc chắn. Có tê luôn. Màn hình máy của game thủ Thành Lắc thấy Miwan rồi. Một cái L nữa vào đây không? Hai L là min chết rồi, không cần phải. Vâng, như vậy là quyết định là một cái nhà Y à? Một cái nhà Y cũng được, cũng hợp lý. Làm một cái nhà Y thì Sang và Ban mình chém bên phía đối phương không có cửa cứu. Lưng chiêng 3, lực rất khỏe. Vàng hơi yếu tí thôi. Rồi, như vậy là gần như là đã phát hiện ra hết các cơ sở rồi. Vơ cho trích cho màu 600 vàng được không? Để nó ôm chết luôn nhà Miohan này. Bơm cho màu 2 được 100 vàng thì tốt nhé. Rồi, như vậy là đối phương cũng đã phát hiện ra một trích nhà bị ôm bom như vậy. Pan về thủ rồi, Pan về thủ cho Miohan rồi. Chín tám báo về là cân được xem, quá tuyệt vời. Màn hình máy của cái U 98 xem không bắn xe à? Vâng, chết đến chục dân, có khi còn đi. Nếu mà chết chục dân thì yếu hơn 98 nhiều luôn đấy. 98 đang có một trận thi đấu cầm Zoman rất hay. Bơm đồ màu 2 để ôm bom Miwan nào. Màn hình máy của Lắc đây là màn hình máy mà rất quan trọng, cần phải ôm được Miwan. Miwan đã có một vài con cung A2 áo rồi, cũng không có con cung nào đây nhở. Có thì ngon quá, hay là vài con chém thôi. Tạt được không? 98 ơi, vào đây. Vào đây được không? Nhưng không, nhưng có cả lạc đà cơ. Nói chung là có cả chém tạt thì cũng vẫn khó tạt, vì lạc đà đang thủ tất tay. Trong khi đó đổi lại thì Thành Lắc đang chơi được cả nhà 18 luôn. Đúng rồi, bài này CNI là đúng chứ, bài này mà chẳng mà vừa nãy mà nghe tôi mà 2L chơi vào đây thì Pan nó thủ cho là phế luôn. Đấy, mình cũng chỉ gọi là cố vấn tí thôi, quyết định nó vẫn đến từ game thủ. Pan nó về thủ rồi thì Vơ sẽ phải khỏe trước game thủ màu 5. Miwan đang sóc được cung rất đều. Đúng rồi, đâm ngược về nhà xem. Bây giờ thì khi mà Pan đã không cần phải thủ cho Miwan nữa rồi thì Pan đã bắt đầu lên chơi nhà Vơ. Vơ không thể đỡ được. Trong khi đó thì bài chim sẻ bây giờ bắt đầu lở cung. Không ôm được Miwan. Nhưng Thành Nắc làm như thế rồi cũng là đã tốt rồi. Màn hình máy của GV năm nay đang là 28 và vẫn đang cố gắng đi, nhưng mà cùng là đến từ của game thủ V-Lớp, người cầm Babylon. Có cắm cờ y sang cơn hàng năm này được không? Ban thấy rồi mà. Lắc chém rồi. À, không nhìn thấy quân, không nhìn thấy lạc đà Pan đâu rồi. Màn hình máy của chim sẻ. Một bài mà lên đời siêu muộn là phải chú hốc. Các bạn có thấy cái tham này của chim sẻ không phải là tham này to. Nhưng bây giờ lượng dân của em đang khỏe rồi. Chủ động đào vàng rất sớm, các bạn có thể thấy. Tham này, bên mình đang bị đè khoảng 6-4 kiểu. Maxi là người mất tham.
B1 và Babylon đang lở ra. Chưa thấy ốp đâu. Thông tin báo về xem mình về đối phương là đã hẹo. Màn hình máy của 98 tham lai 45. Tạt cánh đi em ơi, không đánh được Miwan phải tạt cánh luôn. Cô lập Miwan lại. Cảm rất khỏe. Rất khỏe thể lực và sẽ có một tơn tích đồ để một ít phút nữa thôi sẽ nhồi. Nhồi cho game thủ Cover. À xin lỗi, nhồi cho chim sẻ. Hơn một tơn nào. Miwan có cả cung Nga sang kê bên nhà Pan và nhà của game thủ 15. 98 bắt xong mấy con quân này thì cần phải có một tí áp lực lên. Em phải làm được nhiều hơn nữa. Mặc dù đã chơi cân sang rồi nhưng vẫn cần phải làm được nhiều điều hơn nữa. Không nhưng vẫn phải đang phải thủ giã, chưa thể đi được. Đi bây giờ thì sang vào nó chơi chết ngay. Sóc quân đã, sóc quân thủ đi đã. Thừa lực thì mới bơm chứ không phải là không có lực mà vẫn phải bơm. Chưa qua. Giờ mới tới rồi, giờ bắt đầu thấy nhà bơ rồi. 55 dân đào vào. Miwan là bài châu quân rồi, người lên 4 trận này bên phía đối phương chắc chắn là Babylon của game thủ kết lớp. Đây rồi, có gỗ rồi. Chim sẻ sẽ phải đánh ca ra, màn hình máy chim sẻ năm nay chỉ là 72 thôi. Đối phương không biết là đã biết cái hốc phải chim sẻ chưa ấy. Biết Pan nó chạy vào trong này chưa. Chim sẻ chuẩn bị nhất toàn bộ đồ bơm. Lên được 4 xong. Thịt vàng gỗ là bây giờ thì chim sẻ cần phải nhận được chân lực đồ. Chim sẻ có 3 con ca giấu ở trong, hy vọng sẽ giữ được trước khi đội bạn chui vào. Hai lớp nhà cứng mà còn đang bị đốt. Thăm này chỉ ở 7x thôi, và bây giờ thì vẫn đang lom dom trong này. Ca đã là ca to rồi, bây giờ thì xả thôi. Nhưng cùng ngờ sẽ vào thiêu ca. Ca hít máu rất trâu. Trẻ vẫn đang cố gắng thủ nhà. Ban lớp tơn sau tơn này sẽ lên thẳng 4. Bên phía đội bạn sẽ áp lực để ban lớp có cửa lên 4. Các bạn thấy cái khả năng điều ca đấy không trẻ. Rất tuyệt vời. Ca không bao giờ để đứng một mình chơi cả. Tham lai chỉ là 65 thôi. Màu lam đã lên 4 xong. Babylon của bên lớp có lẽ lên 4 ở khoảng với khoảng 70 dân. Tôi đoán là như vậy. Vâng, dâng cả A đến từ game thủ 16. Vâng, nếu như trận thiếu này. Vâng, ván lớp ở khu vực nhà màu 6 thì đẹp. Thì chúng ta sẽ có một cái thế trận khác khi mà Maxi đâm được Y. Đâm được Y vào nhà một trong những nhà chủ lực bên phía đối phương. Thì dường như là có dâng ca đến từ lớp.
đơn giản thôi, bởi vì Babylon chỉ có cửa dâng A thôi, chứ còn đánh như con đạp đôi à hot thì bên mình có ca khác luôn rồi. Còn nếu như mà đánh đạp đôi bắn sai theo ca chưa lâng chim sẻ. Còn những con ca lém quá chất lượng và nó đã thẳng ra lửa rồi. Vẫn đang rất cố gắng, đang sử dụng 200% công lực trong trận này đấy. Bây giờ mình lên các bạn đỏ, à xin các bạn chặn. Bắt đầu đủ công nghệ dần. Vâng, các bạn có thể thấy đang dọn nhà. Không có ca. Lực của Van Lớp thì rõ ràng là khỏe hơn. Nhưng xét về chất lượng quân thì trẻ đang hơn. Bên mình đang hồi được. Các cái thủ bên mình đang hồi. Đá qua một vòng xem chúng ta có thể nhìn được thế trận hơn. 98-50. Vơ đang xong mặt chân lên 4x. Thành lắc thì 10 thôi. Đây là bởi vì đây là con Max C. Khó để có thể hồi. Và cần các đối các đồng đội cần phải hồi thật nhanh. Nhưng mà lực của chim sẻ đang có thể tự lực, đang có thể tự thủ được. Thì các đồng đội cần phải lở tham thật mạnh lên. Tham lên là 8x rồi. Và những con ca hit so với những con ca baby thì anh em biết rồi đấy. Thằng này bên mình vẫn đang bị đì. Nhưng bây giờ sẽ là một thế mà chim sẻ lưu dần lên này. Cố lên. Nguyên cửa. Van Lớp không đánh đạp đôi. Con hit nó đang thực sự tỏ ra thực sự là bá đạo ở trong cái thế trận này. Con hit thực sự nó đang quá khỏe. Cần phải có cả những con hot đi cùng, không được để ca được mình nữa. Sang đang hồi 43 dần. Chắc chắn là Sang phải hồi rồi để đánh đạp đôi rồi. Yuan thời điểm này không có lẽ không quá có bắt đầu chuyển. Bắt đầu có những con lạc đạp ban lên để có thể chém được ca. Chim sẻ vẫn là chim sẻ, không bao giờ để những con quân này nó chết một cách oan uổng đâu. Ném một phát vào lạc đà được không? Một cú kích lạc đà được dồn lên để có thể ăn ca của chim sẻ. Roman có lên được 4 không em? Vơ bấm thử một tên khỏe là vơ tham đã 7x rồi. Pan nó đang tỏ ra rất nguy hiểm. Tôi chưa biết là Van Lớp liệu có lên đạp không đâu đấy. Van Lớp có lẽ tôi nghĩ là chỉ sắp những con sọc đơn ra để thủ thôi. À để thủ lại ca thôi. Vâng, một tình huống lưng ở thời điểm tham 7 xoại thôi. Cũng cố lên, cần phải câu giờ tốt hơn nữa. Còn có vài con ca nữa. Một tình huống mà có một đạo lạc đà van lên nó khiến cho chim sẻ lại bị đẩy lùi ngược trở lại. Thì nếu như không, chim sẻ mà vẫn đang đứng được thế, vẫn có thế trước Van Lớp thì sẽ là tươi luôn đấy. Thiếu vàng lặng này. Vàng nào. Pan bắt đầu đi quản vơ kìa. Nó biết, có biết hồi chỗ đấy, chỗ đấy. Nó đang vòng lòng vòng quanh nhà kìa. Cái này cả em phải thủ cho vơi nhá. Bao chết luôn cái này đấy. Một tên bị lọt rất đau. Cái
Đây vựa đồ của bên mình. Vừa là một bài bơm đồ siêu siêu khỏe. Đây vựa đồ. Tí thế nhỉ. Để nguyên cái lực này. Từ lẽ giờ là làm đủ được thực kích 4 cho một nhà đấy. Vậy là lên xong luôn rồi chứ không phải đang. Thôi, khoan. 0-2 giây đầu thứ hai.